Hello mọi người, mình đang ở Đà Lạt. Các con vợ. Bọn mình book một cái căn này view đẹp vãi chưởng luôn. Đó. Hôm nay dự định là bọn mình sẽ đi thị trấn Nobi, là một cái chỗ mà nó xây giống hệt trong truyện Doraemon ấy. Nobi là kiểu Nobita ấy. Và sau đấy bọn mình sẽ đi ra Puppy Farm, gọi là trại chó. Mình xem qua ảnh ở đấy có rất nhiều con chó rất là xinh. Chủ đề của vlog hôm nay sẽ là nói chuyện không giấu. Mình lướt Facebook ấy, mình thấy mấy cái post kiểu mọi người viết không giấu, không có Unique á. Thì mình tự nhiên nghĩ là ngoài đời mà nói chuyện như thế thật thì nghe nó sẽ như thế nào. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ thử nhé. Hiểu chủ đề chưa? Rồi. Thế thì cũng không được chữ D đúng không? Chỉ được cả chữ giờ thôi. Ví dụ như chu dê. Đúng không? Chu dê cua vlog ngày hôm nay là nói chuyện không giàu. Gì? Tay dây có ban khăn dây gâu chốc. Let go. Bọn mình dược cho muôn cây găng tay và cây bông chay. Nhưng mà không dược bông chay thật. Dây là banan. Phải không? Ấy. Hôm nay giờ kem. Hôm nay giờ kem. Không. À, ok. Dây là cho lấy nước. Nước đâu? Không mò giờ. Nhưng mà dẹp. Dẹp. Anh Long rất là thích Doraemon. Doraemon for life. Anh biết có một có một cách dê nói không giàu mà dễ hơn mà van dễ tự hơn. Nhiên speak English. Em đang nghĩ dê gieo dây rồi. Gieo dây rồi. Em đang nghĩ dê gieo dây rồi. Hả? Em đã nghĩ đến điều đấy rồi. À, nhưng mà không chơi cho đây. Đúng rồi. Zero right. Rất bàn. Oh, máy bay. Tao không bay. Người Việt không can canh. Hả? Người Việt bay mà không can canh. Không can canh, không ăn canh. Dirty. Dirty but natural. Natural. Sao nhà Nobita lại có bay boy? Dây là nhà xe co. Rau. Tại sao anh cu phải gì loanh quanh xong cam cây này? Không biết. Nó rất là kỳ. Cho em bông chay cho em xem nào. Kia là sân bông chay. Anh có thể đánh bông chay. Dùng rồi. Đây là cái sân không chuyên tranh. Ai chả biết. Oh my god. Sân meeting. Sân bông meeting. It looks real. Yeah. Damn. Chụp ảnh. Trong không rông danh bông chày lắm. Có biết danh gieo đâu. Giang khác đi. Giang khác gì? Làm gì đây? Bát bông. Bông dầu. Vò hình. Năm qua. Chúc cho em. Bát cá mò hồi. Mò hồi. 2, 3.
ok là ok luôn. Nóng hả? Nóng lắm. Chui tắm vào nha nha. Ok. Ở đây có cái gương, mọi người sẽ nhìn thấy toàn cảnh sân bong chày. Đẹp vai. Đẹp nhở? Ừ. Ôi, khỡi phải nói có dấu thôi, nhìn qua cái gương đẹp vãi hơn. Trông giống vãi. Ôi, sợ. Tự nhiên tưởng mới đang ở trong chuyện ấy. Ôi, giống cực luôn mọi người. Oh my god luôn. Ôi, giống quá. Wow. Em cắt cái gương đi à, bọn mình như ở trong chuyện luôn, nhìn này. Ôi, vãi chưa. Ô, xem này. In luôn dấu chân cua cho thăng xuông xi măng. Cua tê vãi. Đây là gì? Trong chuyên có cho à? Có thể là cho của Giant. Giant có cho không? Anh thích Doraemon sao anh lại hỏi em? Lâu không đọc Doraemon truyền thông, quên rồi. Tương thế nào? Đọc dọc Doraemon bong chày nhiều hơn. Thế mà không biết đánh bong chày. Thực ra đọc dọc Doraemon bong chày 2 lần tu dâu trên quầy. Nhưng mà vẫn không hiểu luật bong chày. Chai yêu cái đeo gì? À, đây là nhà trai em. Thấy chưa? Trai em có trò. Nhà trai em như thế này hả? Hình như không phải. Lo chai em. Nhà chai em có tiếng Việt. Nhà chai em bán rượu à? Không phải. You sure? Not really. Anh biết gì không? Tiêu dê vlog này nên là sau giờ làm Việt Kiều. Anh cua thân kỳ. Oh. Let's go to Hà Nội. Em dùng dây to không chung. Ok. What the bạn đang không có gì trong tay, không có tiền. Hãy đến với chúng tôi, chỉ một tuần bạn sẽ có 7 tỷ. Dây không phải cua than kỳ, dây là canh cua thay đôi so mạch. Tao vẫn ở đây chơi đùa. Nobita. Chắc cậu ấy làm như vậy hả? Tao chay. À. Ngồi xích du không? Anh mình đang ngồi nghỉ một tí. Sau đó tí nữa bọn mình sẽ vào nhà Nobita nha. Dung ra mình phải mang bò chuyên Doraemon mang ra đây. Mà nhà mình không có full bộ Doraemon truyền thông. Hay em mua cho anh nha. Ok. Hay em mua cho anh nha. Không đâu. Hay em mua cho anh nha. Hay người mua nhanh à? Đấy, mua cho anh á. Tự nhiên nghe giọng mượt hè. Tu tin hẳn. Có cái nhà biệt thự bên cạnh đẹp vai. Chắc là nhà Nobita trong tương lai đó. No, nhà rẻ khí. Sẽ có giàu hơn rẻ khí chứ. Theo như anh biết, rẻ khó không giàu bằng xe co là ai? Rẻ khí không giàu bằng xe co. Nhưng mà nhà rẻ khí to hơn, quyền lực hơn. Really? Yeah. Bò làm trong chính phủ. Bò làm trong chính phủ. Bò dê khi làm trong chính phủ. Ê, dịt mẹ em có biết là mình chui bay ở trong này mình không bị sensor không? Chứ... Yeah, I know. Yeah. Dịt mẹ. Ồ. Bọn mom quá. Bọn mom. Nhà Nobita không? Gì hỏi? Gì? Nói tiếng Việt.
không có dâu nghe giọng mình như lon. Anh thu giáp hông dâu đi. Không thề. Ta vẫn là dây choi rua. Chú so so nên hôi rua. Vui lòng dê dây dê bề ngoài tròn hành qua môn. Rất là văn minh. Đây là phòng khách. Let's go inside. Nhưng mà nó chỉ là cái cửa chỉ thôi. Nó không mở ra đi. Hình như chúng ta vào nhầm nhà rồi. No. Nó là nhà Nobita thật. Bậc thang cao vãi. Oh my god. Nobita's room. Oh. Anh biết anh phải làm gì ở đây rồi. Ngu. Anh nhìn giống Nobita vậy. Doraemon, come on. Doraemon. Doraemon ngu trong này mà. Mình cũng có thể ngu ở đây luôn. Chúng ta cùng chui vào phòng Doraemon nha. Rất rong. Nobita thật là thông thạo tiếng Việt. Đọc toàn chuyến Việt Nam. Nobita, làm bài tập đi. Đây là Nobita khi Nobita học bài. Nobita struggle. Anh trông rất giống Nobita. Anh là Nobita. Cho anh lại thích Doraemon. Doraemon, lúc anh có buổi sớm, tôi dẹp con. Sao Nobita lại ngồi học? Sao Nobita lại bấm khuyên? Nobita, cháu con này làm gì? Em là Shizuka. Cậu đến học chơi tớ hả? Cậu học ngu quá. Ơ sao học với dây kia dây. Ơ Shizuka. Nobita, sao cậu lại ngủ? Mà mình đến đây vào ngày thường, ngày thường với cả khá là xong nên là không đông lắm. Không xong làm. Sang chan. Phòng này có người ơ. Yeah. Bên kia cũng có phòng cho khách. Ở đây là homestay luôn đó mọi người. Mọi người đến Đà Lạt thứ thu ở đây xem. Hay vậy. Đây là nhà Nobi nha mọi người. Hết rồi. Mọi người ơi, do là Nobita, khu nhà của Nobita ở Đà Lạt đó. Con mèo. Doraemon. Doraemon đâu? Wow. Nobi viêm lo đi rồi. Yeah. Lo dịp nó, đỏ lắm. Oh. Mày vì viêm đi rồi. Do Jimmy, mày bị viêm đi rồi. Oh. Right? God. Thực ra người ta làm cái town này cũng bé thôi. Còn lại là toàn nhà homestay cho khách thuê y mọi người. Nên là bọn mình đi một tí là xong rồi. Vào đây sẽ mất 65.000 một người. Nói kiểu này hết cả hơi. Bây giờ bọn mình sẽ đi qua Puppy Farm nhé. Many, many minutes later. Here we are. Dòng phết. Dòng bắt ngò luôn. Về ở dây là người lòn 100.000. Một người 100.000. Mọi người nhìn này. Gieo hiếu sao? Rông vài lon. Mà hôm nay có phải cuối tuần đâu. Chúng nó không đi học à? Chúng nó làm cái gieo gì o dây bay. Sao toàn trẻ con thế này? Có 100 con chó nhưng mà có 500 con người. Một con chó 5 người vuông. Chiếm lấy một con nhanh lên. Thế lo. Ê nhỏ. Nhỏ.
con này lanh cam rồi. Nó bị tiếp xúc với người nhiều quá, nó không có hứng. Giờ nó thành người luôn rồi. Mình phải làm chó. Chúng tôi phát hiện ra là có mấy con bị nhốt trong chuồng chứ không được thả ra ngoài. Cười bé thôi. Mọi người nhìn con Siva đi. Nhìn nó giống y hệt trên mạng. Trong mê mê. Sao con này cứ thay lui ra con này, con này nóng. Nóng á? Nó nhiều lông quá. Con kia trông như con lon luôn. Con lon. Ê, thực sự là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thích chó nên chúng ta đến dên chơi với chó, nhưng mà mấy con chó ở trại chó đều thích người. À. Chúng nó lãnh cảm rồi, hết cảm xúc rồi nên dùng rồi. Không vui như chúng ta nghĩ. Em bắt đầu nói có dấu nhiều quá rồi. Xin lỗi. Tập trung. Gì hỏi? Qua dòng. À, anh nghĩ đây là một trường giang gì tham quan. À. Anh vừa nghe thấy cái loa. Make sense. Let's get out of here. Chúng tôi gì zoom vào hôm các em học sinh gì tham quan nên là dòng vài lon. Chúng tôi wedding gì qua trại kiều và lạc già cách dây 2 km. A few moments later. Rèn rồi. Về ở dây cùng 100.000. Nhưng mà kem nước ở kia 100.000. Gieo dược cái gì? Mọi người nhìn mấy con kiều đi. Chúng mày hôi quá. Toàn cút của bọn nó. Eo ơi, thao nào hôi đau đê, rau dê. Mày chui tao à? Mày chui tao. Wow, wow. Con chó này vừa chui mình. Mọi người nhìn mắt con này đi. Díu vài lòn. Cú tê thật sự. Bọn mình phát hiện ra là dược vào trong nên ra mua thuốc ăn cừu. Hạt ngon. Em quay cho em đi. Ui đông. Chúng mày. Một cộng một bằng mấy? Ừ, xuống. Con này ra khỏi chuồng rồi. Con cho này. Hoa hậu. Hoa hậu đến từ Việt Nam. Ôi, cảm giác được làm người nổi tiếng này. Tao vẫn ở đây chơi đùa. Chúng một số đi nghe đùa. Ok, và mấy con chó ok. Mấy con kiều nhá. Xin lỗi mọi người, cho phép nói tiếng Việt tí nhá. Chỗ ấy vui quá. Nghe rõ không ạ? Sao vừa đen vừa trắng vừa đâu này? Bác xỉu à? Mày xuống. Đánh đít. Lồng như con bút đồ ấy. Hết rồi. Thôi mẹ hết rồi con ạ. Hết rồi. Hết rồi con ạ. Hết rồi. Ở đây nó còn để tượng Sean the Sheep ở đây. Ừ, biết rồi. Bực cả mình. Giờ mẹ hỏi con ai xinh nhất nào. Đúng rồi. Mưa thêm đi anh. Vui quá.
Mọi người cu tèo ấy. Mọi người đến đây vui vãi luôn ý. Chả bù cái chạy chó cái 100 nghìn vào chả chơi được cái gì. Tại kiểu mấy con chó trong đấy như kiểu nó gặp người nhiều quá nên là nó không thích chơi với người nữa ấy. Nó chỉ cần bình yên ấy. Và từ đầu cái chạy cừu này không hề có trong plan của bọn mình đâu nhá. Đi trên đường đi đến chạy chó tự nhiên thấy có biển là nông chạy cừu cách đây 2 cây. Thế là mới đến đây đấy. Xin giới thiệu vua nhiệm kỳ mới ạ, Nguyễn Hoàng Long ạ. Toàn dân hưởng ứng thì kêu me ạ. hai ba nó la hết ra ngoài rồi. Em muốn ra cho mấy con ở máng đỡ phiền hơn. Hết rồi. Hết rồi. Mày là tham ăn tuần đấy. Như mực vậy. Kiểu gì cũng có lễ ấy. Ý kiến đó. Nói. Bọn mình phát hiện ra mấy con tiêu được tỉa trong ghép đấy. Trông ghép hơn. Con này còn có tai, cậu nhìn con đang ăn này. Chứ còn chó rồi. Này, tại sao lại được tỉa lông như thế này? Trả lời, 2 tỉa. Con này nữa. Sao quả đầu trông khá bảnh này. Khá bảnh à? Trông mu lết đó. 2 tỉa mày quả đầu khá bảnh này à? Hi nhu. Đừng gần thế, cho mình không nhìn được mặt. Biết nói tiếng Việt không giàu không? Gào gào. Gào gào. Sao em bị nhốt thế? Nghịch quá chứ làm gì. Mọi người chơi trò nhớ cho nó gửi tay trước nhá. Lao vào vuốt luôn là bị đợp đấy. Ngậm mồm vào. Ngậm mồm vào. Ngậm mồm vào. Bye bye. Bye bye. Bye. Hiểu không? Hiểu. Bye bye. Còn buồn. Bye bye nhá. Mọi người ơi, mọi người đến Đà Lạt mọi người nhớ qua đây chơi cho vui vãi. Có một cái chỗ để chụp ảnh, có cái ghế này. View rất đẹp luôn. Ok, chúng tôi quay lại nói không giàu. Bây giờ cũng là kết thúc cái vlog này. Thực ra trong lúc nói chuyện không giàu như thế này, chúng mình rất khó chịu vì nói rất chậm, không thể nói nhanh được. Vậy nên nếu như mọi người cũng thấy khó chịu thì dùng rồi. Hồ hôm nay cũng là kỷ niệm của bọn mình. Ba ngày yêu nhau thật tuyệt vời. Mệt quá. Hết rồi. Tiếng Việt muôn nàm. Tiếng Việt phải có dầu. Không dầu như lọt.